tháng 5, tháng 5 vợ sinh nhật chồng, vợ sẽ gift gift chồng. Và gift chồng cái gì? Gift chồng mình hỏi là vợ vợ em hỏi là thích vợ gift bài gì, à thích vợ gift cái gì, thì em mới bảo là có nghĩa là thích vợ tặng cái gì. Thì em bảo là em mình nghĩ một lúc, em mới bảo là Louis Vuitton. Thì mọi người biết là vợ em bảo gì không? Mọi em vợ em bảo là không, vợ không gift Louis Vuitton. Thế em bảo thế gift cái gì? Vợ em bảo là ai mà biết được. Xong nghĩ một lúc thì vợ em bảo là vợ gift con. Vợ gift con. Vợ gift con mới sợ chứ. Ok, bài gì mọi người? Bài gì ạ? À, em còn đang đặt bộ mic. Em đang đặt bộ mic gọi là hit nhất, quả là hit hit hò của bộ bộ mic, gọi là hit hò luôn. Bởi vì là em biết vợ em rất thích hát, vợ em đang bảo em nói với anh Phong với cả Lệnh viết cho vợ em một bài hát về, có nghĩa là cũng tựa tựa như cái bài anh em kia kế hát về những người bạn, hát về những người bạn bằng tiếng Việt để cho vợ em hát đấy. Nên là em sắm luôn bộ mic gọi là xịn luôn, sắm bộ mic xịn luôn đấy để cho vợ em tập hát đấy, để cho vợ em tập hát, vợ em thu bài đấy. Bởi vì em biết vợ em rất là thích hát, nên là sau này bọn em mới sống ở Việt Nam mà đúng không? Nên là em đã quyết định đầu tư em sắm bộ mic gọi là hít hít hò luôn, bộ mic gọi là đẳng cấp luôn để cho vợ em tập hát. Với cả đang viết một bài hát này cho vợ em, để cho vợ em hát 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 tập hát, để cho vợ em hát cái bài hát đó.